với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Nhã Phương lần đầu vào bếp làm bánh tặng sinh nhật Trường Giang. Nhã Phương thừa nhận mình không đảm đang trong việc bếp núc, nên lần này nữ diễn viên đích thân vào bếp để làm bánh tặng sinh nhật Trường Giang. Vừa qua, khán giả đã gửi khá nhiều lời chúc đặc biệt đến Trường Giang trong ngày 20 tháng 4, dịp sinh nhật 37 tuổi của anh. Theo đó, người hâm mộ bất ngờ hơn nữa khi nam danh hài khoe ảnh gia đình hạnh phúc. Lần đầu cho con gái xuất hiện cùng ba mẹ, nhưng ông xã Nhã Phương chủ động giữ kín mặt nhóc tì để tránh sự soi mói của công chúng. Nhã Phương vào bếp làm bánh để mừng sinh nhật chồng. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc mình thực hiện quà tặng sinh nhật ông xã. Thay vì đi mua hàng hiệu hay những món đồ đắt đỏ, thì lần này cô quyết định vào bếp để làm bánh. Nhã Phương khoe quà sinh nhật do chính tay Bi làm tặng ảnh. Để giữ được bí mật đến phút chót, thì mẹ bé Destiny đã sang nhà một người bạn để làm bánh. Cô thừa nhận rằng mình không đảm đang bếp núc, nên lần này phải nhờ sự hướng dẫn của bạn. Hình ảnh Nhã Phương tự tay vào bếp làm bánh tặng sinh nhật Trường Giang. Biết khẩu phần của anh chồng không thích ngọt nên người đẹp chú ý phần pha nguyên liệu. Nữ diễn viên khá hào hứng trong việc làm quà tặng anh. Bánh mà Nhã Phương làm là hình ảnh của một chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt đỏ. Một chiếc đồng hồ ba bánh tròn đại diện cho ba Tý, mẹ Phương và con gái. Phản ứng của Trường Giang khi thấy quà tặng của vợ. Sau khi chụp ảnh kỷ niệm trong không gian sinh nhật thì Nhã Phương đã nhanh chóng lấy quà ra tặng chồng. Cô xếp bánh ngay ngắn cho một chiếc hộp hàng hiệu và trêu anh rằng mình sẽ cho ông xã đập hộp khiến Trường Giang phấn khích. Nào ngờ khi nam MC mở ra và thấy bánh mì bên trong thì gương mặt của anh thay đổi biểu cảm 180 độ. Trường Giang vừa hoang mang vừa ngỡ ngàng và không nghĩ lần này là vợ lại đụng tay đến bếp núc. Anh hớn hở khi nghĩ rằng mình sắp có đồ mới, nhưng chẳng ngờ đã bị vợ lừa khá ngoạn mục. Anh khá bất ngờ khi biết Nhã Phương âm thầm sang nhà bạn làm bánh tặng cho mình và lập tức ăn ngay để xem tài của bà xã đến đâu. Nhã Phương cho biết mình từng nghĩ sẽ học nấu nướng khi có chồng, nhưng giờ đây đến lúc sinh con rồi thì cô vẫn chưa có thêm kiến thức nào về việc bếp núc. Cô luôn có Trường Giang đảm nhận chuyện bữa cơm gia đình. Có lẽ đây là món quà khiến Mười khó nhớ nhất vì vợ đã nhiệt tình tự tay làm bánh tặng mình. Đây là lần hiếm hoi anh thấy bà xã đảm đang như thế. Lê Dương Bảo Lâm vợ đi đường quyền khi tôi diễn tình tứ với bạn nữ. Lê Dương Bảo Lâm cho hay bà xã Quỳnh Anh đi đường quyền mỗi khi anh đóng cảnh tình tứ với bạn diễn nữ. Gia nhập showbiz được 2 năm, Lê Dương Bảo Lâm đã nhanh chóng kết hôn với vợ là người làm công việc buôn bán chứ không tham gia nghệ thuật năm 2017. Sau một năm về chung nhà, vợ chồng nam diễn viên nhanh chóng đón bé gái đầu lòng hiện gần 2 tuổi. Không thể phủ nhận sự nghiệp nghệ thuật của Lê Dương Bảo Lâm phất lên như diều gặp gió sau khi có vợ và có hậu phương vững chắc hỗ trợ anh phía sau lưng. Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ vợ ghen khi anh đóng cảnh tình tứ. Thời gian này Lê Dương Bảo Lâm gần như ế xô, mọi lịch quay đều tạm hoãn, nhưng anh vẫn là gương mặt quen thuộc của chương trình Chọn Ngay Đi khi là người mang đến các bài thi từ các tiểu phẩm nhỏ có sự tham gia của anh. Đồng hành của nam diễn viên gốc Đồng Nai là diễn viên Khánh Vân, cô được chú ý sau khi đóng phim Mắt Biếc. Trong đoạn clip hậu trường mới đây, Lê Dương Bảo Lâm không ngại thổ lộ việc mình gặp khó khăn khi đi quay những cảnh tình tứ. Mỗi lần anh đóng về, vợ đều đi đường quyền. 75 tập phát sóng là đi 75 đường quyền, Lê Dương Bảo Lâm nói với Mạc Văn Khoa. Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ rằng anh quay lãng mạn ở Đà Lạt, Khánh Vân xém gặp sự cố, ở dưới có một cái vật rất nguy hiểm. Mà con bé chỉ biết diễn tập trung không tiết chế đến mức xém rơi xuống vực. Anh còn cho biết trong cảnh quay còn có đống lửa kế bên, bà lửa khó chịu nhất trên đời, cứ 2 phút tắt, 2 phút là phải châm bả mới cháy. Lê Dương Bảo Lâm tái hiện hình ảnh Hàm Hương và Mạch Nhĩ Đan. Ai quen cô người tình game show này của Lâm? Có mà bán nhà, đòi ăn từ tập 1 đến hết show luôn nha. Cái gì cũng đòi ăn, từ trên núi ra tới biển, Lê Dương Bảo Lâm nhận xét về Khánh Vân. Vợ Lê Dương Bảo Lâm mang thai con gái thứ hai. Vào ngày 1 tháng 4, vợ của Lê Dương Bảo Lâm xác nhận đang mang thai con gái thứ hai sau 4 năm bên nhau. Mới đây nhất, Quỳnh Anh cũng chính thức hé lộ về giới tính đứa con sắp chào đời. Cụ thể, hơn 3 tháng nữa, vợ chồng cô sẽ tiếp tục đón chào thêm một bé gái. Quỳnh Anh cũng hào hứng khoe sẽ đặt tên bé là Bảo Ngọc, còn chị gái của Bảo Nhi. Nam danh hài cho biết tin vui này là vô tình và không nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng. Ban đầu cả hai muốn 2021 mới có thêm thành viên mới, nhưng lộc trời cho này đến sớm hơn dự kiến và cả hai vui vẻ đón nhận.
Giờ đây kinh tế của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm tốt hơn và có điều kiện so với ngày trước, nên chuyện có thêm con cũng không mấy áp lực đối với họ. Sau gần 2 năm, hình ảnh ba mẹ Nhã Phương bật khóc trao tay con gái cho Trường Giang lần đầu công bố gây xúc động mạnh. Vào năm 2018, lễ đính hôn của Nhã Phương Trường Giang đã gây chấn động showbiz. Tuy nhiên, nam danh hài đã siết chặt an ninh trong ngày vui, nên những hình ảnh gần như rất hiếm hoi. Tuy nhiên, cách đây gần một tháng, trọn bộ ảnh đẹp như mơ của cặp đôi trong ngày đính hôn đã được gửi đến công chúng khiến ai nấy trầm trồ. Vợ chồng nam danh hài Mười Khó là một trong những cặp đôi luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Các thông tin bên lề về cuộc sống đời tư của họ luôn là đề tài thích thú của người hâm mộ. Sau bao sóng gió thì Nhã Phương cũng đồng ý làm vợ anh. Cả hai làm lễ đính hôn vào ngày 24 tháng 8, 2018 tại Đà Nẵng, nhưng tất cả đều diễn ra trong bí mật. Cặp đôi hạnh phúc trước giờ thực hiện nghi lễ. Trường Giang Nhã Phương chăm sóc lẫn nhau. Lễ hỏi cả họ được thực hiện tại một resort cao cấp ở Đà Nẵng, bao gồm toàn bộ khu vực và chỉ tiếp các khách mời của gia đình. Điều này giúp cả hai giữ được không gian và hình ảnh riêng tư. Tưởng chừng như sau khi về chung nhà, các khoảnh khắc hạnh phúc sẽ được chia sẻ, nhưng nào ngờ nhân vật chính vẫn giấu làm của riêng. Đến hơn một năm đám cưới thì thỉnh thoảng ekip mới hé lộ những bức ảnh ngọt ngào này cho người hâm mộ. Khung ảnh hạnh phúc của vợ chồng Trường Giang tại lễ đính hôn, hai vợ chồng cùng chỉnh chu trong trang phục trước giờ làm lễ. Họ dành thời gian chụp ảnh hạnh phúc bên nhau. Nhã Phương cười rạng rỡ trong ngày mặc chiếc váy cưới làm cô dâu. Khung ảnh sắc nét giờ đây đã được lộ diện. Ở mọi nơi, Mười Khó đều nắm chặt tay vợ. Nụ cười thể hiện sự hài lòng và mãn nguyện vì giờ đây chúng ta đã trở thành vợ chồng của nhau. Trường Giang dùng cả hai tay để giữ chặt bà xã. Họ cùng đi mời rượu các quan khách. Trường Giang Nhã Phương nhí nhố trong ngày trọng đại. Vốn là diễn viên hài nên dù bất cứ hoàn cảnh nào thì anh cũng không quên thể hiện sự nhí nhố lầy lội. Và trong loạt ảnh đính hôn của hai vợ chồng cũng chẳng ngoại lệ. Họ cùng nhau phối hợp tạo nên những khoảnh khắc thoải mái nhất, vừa thể hiện sự hạnh phúc trong ngày trọng đại vừa tăng tính vui nhộn. Ánh mắt của Nhã Phương như muốn nói, liệu mày chăm sóc em cho tốt đấy. Cô không quên tung hứng với chồng, cả hai cười toe toét trong lễ hỏi. Đến cả nụ hôn Trường Giang cũng nhí nhố hơn bao chú rể khác. Vẫn chưa thôi làm fan xao xuyến, khi ít giờ trước nhiều khoảnh khắc xúc động hiếm hoi trong lễ hội của Trường Giang Nhã Phương cũng lần đầu được công bố. Đó là khoảnh khắc ba của Nhã Phương dắt tay con gái trao cho Trường Giang. Mẹ của nữ diễn viên xúc động bật khóc nép vào người con gái, khiến con rể phải xoa vai an ủi. Không chỉ thế, hình ảnh cận cảnh đôi nhẫn đính hôn toàn kim cương tinh tế của cả hai cũng được bật mí. Hình ảnh ba Nhã Phương dắt con gái trao tay cho con rể và mẹ của cô bật khóc lần đầu được công bố. Hình ảnh cận cảnh chiếc nhẫn cưới của Nhã Phương và Trường Giang. Trịnh Kim Chi và loạt sau việc lên án hành vi của nam thanh niên giở trò đồi bại với người phụ nữ tâm thần. Trước vấn đề xã hội gây nhức nhối, nhiều sau việc cũng không nằm ngoài cuộc và lên án mạnh mẽ hành vi mất nhân tính của nam thanh niên kia. Mới đây, mạng xã hội vô cùng bức xúc với hành động của nam thanh niên đóng giả tài xế công nghệ, giở trò đồi bại với người phụ nữ trung niên có dấu hiệu bệnh tâm thần. Theo đó, đối tượng tên Trương Gia Huy, 21 tuổi, ngụ quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã ra đầu thú. Sự việc này khiến dư luận vô cùng phẫn nộ và nhiều sau việc bày tỏ thái độ bức xúc, yêu cầu xử lý thanh niên này một cách thích đáng. Trả lời báo chí, diễn viên Ngọc Lan chia sẻ rằng cô đã xem đoạn clip này và cảm thấy bức xúc, thậm chí thấy ghê sợ. Cô nghĩ rằng những trường hợp như vậy xảy ra rất nhiều, nhưng không có bằng chứng cụ thể. Ngọc Lan nói đanh thép, tất cả những hành vi như vậy đều phải bị trừng trị thật mạnh tay thì mới mang tính răn đe, còn cứ nhẹ tay với bọn này thì người ta sẽ không sợ đâu. Bên cạnh đó, nữ diễn viên Luật Trời bày tỏ mong muốn nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến những trường hợp người cơ nhỡ, mất nhận thức như người phụ nữ này. Cô góp ý rằng cần có đường dây nóng để khi gặp những trường hợp như vậy, người dân có thể gọi và báo cơ quan chức năng. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng vô cùng phẫn nộ và muốn bỏ tù nam thanh niên này ngay lập tức. Chân dài đình đám nhận xét hành động của nam thanh niên này. Đối với một người phụ nữ lang thang cơ nhỡ giữa nơi công cộng như vậy là vô nhân đạo, không thể chấp nhận được và đáng ở tù. Là nghệ sĩ tiếp theo lên tiếng về sự việc, Trịnh Kim Chi cho biết hành động của nam thanh niên quá tàn nhẫn và vô lương tâm. Tôi mong các cơ quan chức năng phải có khung hình phạt thật nặng để răn đe mọi người. Bản thân tôi từng thấy một cô bị tâm thần, chỉ mặc mọi chiếc váy bằng vải thun rồi vác bụng bầu ở trần. Tôi không biết những đứa con do những người tâm thần này sinh ra rồi sẽ đi về đâu. Nữ diễn viên xót xa chia sẻ thêm. Cũng giống như Ngọc Lan, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi cho rằng
nhà nước vẫn đang quan tâm đến những trường hợp người mất nhận thức, người tâm thần. Tuy nhiên, khâu quản lý còn lỏng lẻo nên có rất nhiều trường hợp đã trốn trung tâm để ra ngoài và đi lang thang ngoài đường. Ái hậu Việt Nam 1994 cho rằng cần phải kiểm soát chặt chẽ và bảo vệ những người lang thang như vậy. Theo diễn viên Minh Luân, nam thanh niên thực hiện hành vi đồi bại là người không có lòng tự trọng. Anh chia sẻ khi đọc thông tin về sự việc này, anh cũng không thể tin được đây là sự thật. Nam diễn viên có phân tích rất sâu sắc về hành vi này. Đây là một trong những trường hợp đáng báo động vì đây là một thanh niên mới hơn 20 tuổi. Theo tôi, một phần là vì cơm áo gạo tiền, thứ hai là tính chất môi trường sống ảnh hưởng bởi phim ảnh, làm suy giảm đạo đức con người. Đồng quan điểm với những sao việc trên, Minh Luân cũng mong pháp luật trừng trị thẳng tay trường hợp này để răn đe những người khác và ngăn chặn những hành vi mất nhân tính như vậy. Đồng thời anh cũng mong muốn cơ quan nhà nước sớm có những trung tâm để dành riêng cho những người cơ nhỡ mất nhận thức như vậy. Gia đình tôi ngày xưa cũng từng có người bị tâm thần như vậy, cứ đi lang thang như thế rồi đến lúc mất. Tôi thấy nhận thức khó để chữa trị được, gia đình cũng đã đưa đi chữa trị khắp nơi. Bệnh viện gửi về địa phương quản lý cũng lại phát bệnh. Mình chỉ là lực bất tòng tâm, giam họ, nhốt họ thì tội quá nên tôi cũng đồng cảm những trường hợp này. Minh Luân bày tỏ quan điểm. Không còn giấu giếm, Trường Giang chính thức khoe ảnh con gái đầu lòng nhân dịp sinh nhật tuổi 37. Hình ảnh cả gia đình Trường Giang, Nhã Phương hạnh phúc bên nhau đã làm khán giả vô cùng thích thú. Vừa qua 20 tháng 4 là ngày sinh nhật lần thứ 37 của Trường Giang. Nhưng ngày đặc biệt, nam diễn viên hài xứ Quảng đã chơi lớn khi chính thức khoe ảnh cả gia đình hạnh phúc lên trang cá nhân, kèm lời nhắn nhủ đến Nhã Phương và con gái nhỏ, cảm ơn hai mẹ con. Mặc dù diện mạo của bé Destiny, công chúa nhỏ của vợ chồng Nhã Phương Trường Giang vẫn được che chắn cẩn thận, nhưng động thái công khai hiếm hoi này đã làm đông đảo khán giả người hâm mộ vô cùng thích thú. Được biết hiện bé Destiny đã gần 1 tuổi, theo Trường Giang vì muốn con có cuộc sống bình thường, nên vợ chồng anh không công khai diện mạo bé. Chị chính thức tiết lộ khi bé hiểu chuyện và mong muốn điều này. Con gái nhỏ của vợ chồng Nhã Phương Trường Giang lần đầu được lộ diện. Vợ chồng Nhã Phương Trường Giang quyết giấu kín diện mạo con gái để bé có cuộc sống bình thường không bị quan tâm quá nhiều. Tuy không thường xuyên khoe con nhưng Nhã Phương Trường Giang vẫn luôn dành những lời ngọt ngào yêu thương cho cô con gái đầu lòng của mình mỗi khi được nhắc đến. Trước đó vào tháng 8 2018, Nhã Phương Trường Giang chính thức về chung một nhà với hôn lễ hoành tráng thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 1 2019, tức chỉ 5 tháng sau đám cưới, Nhã Phương được cho đã sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, hai nghệ sĩ không lên tiếng về thông tin này cho đến tháng 8 2019 mới chính thức xác nhận đã có thành viên mới.